Du lịch 6 nước châu Âu mùa thu là một trong những hành trình được nhiều du khách Eurotravel yêu thích lựa chọn trong nhiều năm qua. Hành trình khám phá 6 quốc gia sẽ mang lại cho du khách một trải nghiệm tuyệt vời tại trời Âu. Chuyến đi không chỉ đưa du khách đến và thăm các danh thắng nổi tiếng từ Tây sang Đông Âu, mà còn là cơ hội khám phá, trải nghiệm rất nhiều nét văn hóa độc đáo của mỗi quốc gia điểm đến. Tất cả hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hấp dẫn cho kỳ nghỉ dài ngày của quý khách. Đến với Pháp, du khách sẽ được đến thăm quảng trường Trocadéro và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Khải Hoàn Môn, biểu tượng vinh quang của nước Pháp. Lãng du theo dòng chảy của sông Seine, ngắm trọn tháp Eiffel trên du thuyền và thiên đường nghệ thuật, bảo tàng Louvre. Thả hồn vào vẻ đẹp đầy yên bình của miền quê nước Pháp, Strasbourg, qua khung cửa sổ của tàu tốc hành TGV. Rời Strasbourg, quý khách tiếp tục hành trình chinh phục ngọn núi Titlis hùng vĩ, đẹp nhất Thụy Sĩ. Tiếp đến, đoàn di chuyển về thành phố Zurich, trung tâm tài chính của đất nước Thụy Sĩ. Tạm biệt Thụy Sĩ, du khách sẽ cùng Eurotravel đến thăm bảo tàng BM Đức. Đến với Áo, quốc gia được xem là cái nôi của nền âm nhạc cổ điển châu Âu. Đoàn di chuyển đi thăm Hallstatt, ngôi làng nhiều năm liền được bình chọn là ngôi làng đẹp nhất thế giới. Vẻ đẹp thơ mộng của Hallstatt được mệnh danh là Hòn Ngọc Xứ Áo hay Xứ Sở Thần Tiên. Và tham quan thành phố di sản Salzburg. Chia tay nước Áo xinh đẹp, du khách sẽ ghé thăm lâu đài Praha và sải bước trên Charles Bridge, cầu tình yêu của vùng Praha. Sau Praha, du khách sẽ cùng Eurotravel chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của cung điện Schönbrunn và nhà thờ Thánh Stephen, nơi được xem là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất ở Vienna. Những bước chân cuối cùng của chuyến hành trình chinh phục Tây Đông Âu, du khách sẽ đến Hungary và thăm nhà quốc hội Budapest. Ngắm toàn cảnh vẻ đẹp của quảng trường Anh Hùng. Trải nghiệm tour du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Danube, ngắm cảnh sắc hoàng hôn buông xuống tại thành phố xinh đẹp sẽ là một trong những trải nghiệm đầy ấn tượng và khó quên dành cho quý du khách. Và kết thúc chuyến đi tại pháo đài Ngư Phủ, một trong 7 kỳ quan của Hungary cổ đại. Khép lại chuyến hành trình khám phá Tây Đông Âu, chắc hẳn trong lòng mỗi du khách đều sẽ có thêm nhiều kỷ niệm. Eurotravel hy vọng đã mang đến cho quý du khách những trải nghiệm tuyệt vời cùng những cảm xúc khó quên.